cả rừng chiều, một chiều tan bóng xế khi gió cuốn điều hiu tìm chiều lên màu. Chiều xưa có nàng vẫn đợi, vẫn chờ trông ngóng mùa hoa tím rừng thu. Hẹn khi nào ngày đi chiến đấu, hoa rừng tiến người yêu. Khi nghe gió rừng sao xuyên khoe tím rừng hoa tím, đợi bóng anh về. Gió lạnh đâu. Vâng ạ, các bác cùng anh em vừa được nghe trải nghiệm chất âm của Combo, một bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc đẳng cấp chuyên nghiệp với sự góp mặt các bác ạ. Đây là một đôi loa hàng bãi xịn thương hiệu công nghệ của Đức, B3ZMangZ215, và trong tổng đơn hàng em có 6 đôi thì em xin được trân trọng giới thiệu đây là đôi đầu tiên lên đường các bác nhé. Đôi đầu tiên lên đường. Đôi loa hiện tại em đang chào bán với giá 16.500.000 đồng một đôi. Tình trạng loa bảo hành zin nguyên bản tuyệt đối cho các bác cùng anh em. Đôi loa sử dụng bát 40 từ 19 quay 8.0, sử dụng check kèn titan từ 17 quay 7.2, thùng giấy sơn sần bóng màu đen. Đôi loa phải nói là cho ra chất âm rất là hay. Và em đang đánh độc lập chỉ có một đôi loa các bác nhé. Bát sâu đẹp sát. Non xanh bao la châm trùng khuất trong rừng thu. Ok ạ. Kết hợp đúng không ạ, là một chiếc đẩy PS Audio B4008 các bạn, 4 kênh chạy mạch class AB bản nâng cấp, một chiếc lưng Prel, một chiếc vang GD Gutin KM320. Và em xin được trân trọng giới thiệu là em sẽ test gửi cho anh Khanh đúng không ạ, có địa chỉ tại 59B Trần Văn Ơn, phường 1, thành phố Vĩnh Long, với số máy 0944 991 919. Vâng ạ, anh Khanh nhắn tin cho em Zalo rất là nhanh, gửi hình ảnh đôi loa đúng không ạ, chọn cho anh một đôi đẹp đấy, chiều nay anh chuyển tiền. Vâng ạ, thủ tục anh làm rất là nhanh, xin được cảm ơn anh Khanh một lần nữa, có địa chỉ là thành phố Vĩnh Long. Và thưa các bác thân mến, là em xin được chia sẻ nhé, còn 5 đôi nữa, em có 6 bán 1 còn 5. Thì cái lô hàng B3 này thì hôm trước em đã cắt bao trực tiếp cho toàn thể các bác của anh em xem rồi đúng không ạ. Hàng gì bao đẹp cho toàn thể các bác của anh em, hàng đúng chất bãi, nguyên bao nguyên đai nguyên kiện về cửa hàng, giá thành hợp lý, tình trạng bao zin thì là sẽ đảm bảo. Còn đây đang kết hợp với những chiếc đẩy vang lưng là hàng mới tinh các bác nhé, bảo hành 1 năm luôn. Vâng, có quảng cáo không sao, em đang test rất thực tế các bác nhé. Chần chờ sức đề kháng yếu sẽ làm cho ăn đúng anh. Em đang test thực tế, không có ghép nhạc các bạn. Các bạn lưu ý nhé, em test lúc nào thực tế, tiếng nhạc lúc nào cũng có cái tiếng sôi, tiếng xì xoẹt. Đấy, chứ không phải em ghép nhạc, các bạn lưu ý là như vậy. Em test thực tế luôn, 1 kênh, 2 kênh. Ok ạ, xin được cảm ơn toàn thể các bác. Còn rất nhiều những đôi loa P3 hàng bãi, bát 30, bát 40 chờ đón toàn thể các bác. Ngoài ra em còn chào bán những sản phẩm là hàng mới các bác nhé. Và muốn nghe mãi chưa các bác ạ, tiếng hay quá. Các bác thân mến, là em đang chào bán những sản phẩm hàng mới, ví dụ như là B3X12i bát 30 giá 18.500.000, những đôi loa B3X15i mark đôi giá 26.500.000. Đây là hai sản phẩm hàng mới. Ngoài ra em chuẩn bị về những đôi loa ZMangZ212 các bác nhé, hàng mới tinh giá 12.500.000 đồng một đôi các bác nhé, 12.500.000. Giá của những đôi loa này nó rất là ưu đãi, giá tốt cho toàn thể các bác. Các bác có nhu cầu muốn mua những đôi loa hoặc những thiết bị đồ điện tử âm thanh, các bác gọi điện cho em nhé qua các số máy ở trên tấm biển. Cửa hàng em có địa chỉ tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và em nhận giao hàng trên toàn quốc. Em xin phép gửi lời chào, để hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.